Hello hello, xin chào tất cả mọi người. Mình đã quay trở lại dưới đây và ngày hôm nay thì mình sẽ quay lại với mọi người với một chiếc video review sách. Thì cuốn sách ngày hôm nay mình sẽ review cho mọi người là một cuốn sách mà ngày hôm trước mình vừa được nhận từ công ty phát hành sách Saigon Books, có tên là Cuốn sách xanh ở Nebo của tác giả Manon Stephen Ross. Tựa cuốn sách này thì có kèm theo một câu, đấy là một câu chuyện làm tan vỡ trái tim bạn nhưng mà cũng sẽ chữa lành nó. Một cái câu chuyện rất là ngắn nhưng mà rất là nhiều ý nghĩa, nhất là cho chúng ta những cái người mà đang quen với cái cuộc sống tiện nghi ở cái thế giới số này rồi ấy. Đầu tiên là mình sẽ kể qua cho mọi người về cái nội dung của cuốn sách. Thì cái cuốn sách này nó sẽ bao gồm lời kể của hai mẹ con, bà mẹ tên là Rowena và cậu con trai tên là Dylan. Hai mẹ con và kèm theo một đứa con gái út nữa phải trải qua một cái thảm họa thử nghiệm hoặc là đánh bom hạt nhân của xứ Wales. Cái ngôi làng Nebo, Nebo là tên của một ngôi làng, thì ngôi làng Nebo này nằm ở phía tây bắc của xứ Wales và nó bị ảnh hưởng rất là nặng nề bởi cái cuộc thử nghiệm hoặc là đánh bom hạt nhân đó. Bởi vì là Rowena thì không có gia đình, không có một ai khác ở trên cuộc đời nữa, thế nên là cả ba mẹ con bắt buộc là phải ở lại cái ngôi làng đấy. Họ gọi thì cái ngày đấy là kết thúc. Thì từ khi mà kết thúc xảy ra thì điện bị cắt hết này, những người mà không đi sơ tán thì đều bị bỏ mạng vì nhiễm phóng xạ. Kể từ đó thì những cái ngày quá khứ trước đây dần trở nên xa vời. Những cái đồ ăn chế biến như kiểu là pizza hay là sô-cô-la thì đều đã trở thành một cái thứ gì đấy rất là xa xỉ và dường như là nó không có thật ấy. Trong cuốn sách này thuật lại là ba mẹ con sống bằng săn bẫy và trồng trọt. Đồ dùng của ba mẹ con thì đều lấy từ những cái gia đình đã không còn ai. Thì với một cái cuộc sống nguyên thủy như vậy, không tiền, không internet, không đồ ăn, thức uống, không có cái gì cả, liệu họ có cố gắng chống chọi được để chờ được đến cái ngày mà cuộc sống trở lại như bình thường hay không? Làm thế nào để sống sót trong cái điều kiện khắc nghiệt như thế với phóng xạ thì vây quanh? Ở trong cuốn sách này thì sẽ có lời kể của hai nhân vật là Rowena là bà mẹ này và Dylan thì là cậu con trai. Thì Dylan là nhân vật yêu thích của mình ở trong một cuốn sách này, bởi vì là mặc dù là cậu bé là chỉ là một cậu bé thôi và rất là nhỏ tuổi, thế nhưng mà cậu ấy lại rất là trưởng thành và hiểu chuyện một cách đau lòng luôn ấy. Khi mà kết thúc xảy ra thì cậu mới chỉ 6 tuổi thôi, thế nhưng mà ngay lập tức là cậu đã hiểu từ giờ mình không còn được là trẻ con nữa ấy. Và cậu đã phụ giúp mẹ những cái công việc để chăm lo cho cuộc sống của cả hai mẹ con. Khi đó thì vẫn chưa có Mona, vì thế nên là chỉ có hai mẹ con gồng gánh cuộc sống thôi. Với cái lứa tuổi của cậu thì đương nhiên là trẻ con mà, thế nên là sẽ phải hồn nhiên một chút này, yêu đời một chút này, mè nheo một chút này. Thế nhưng mà Dylan thì lại không có những cung bậc cảm xúc đó, bởi vì là hoàn cảnh đẩy cậu vào một cái tình huống mà cậu phải trưởng thành quá sớm, cậu phải suy nghĩ về cái cuộc sống của mình quá sớm và cậu còn phải nhìn sắc mặt của mẹ cậu để sống nữa. Bởi vì là nhân vật bà mẹ Rowena ấy thì luôn luôn giữ chữ cho mình một cái sắc mặt lạnh lùng để chấn áp cậu bé. Mình có cảm giác như là Rowena sợ là Dylan sẽ mè nheo và phiền nhiễu, vì thế nên là cô luôn luôn lãnh đạm với con của mình ấy. Nên là cái cậu bé Dylan này trở thành một cậu bé rất là hiểu chuyện. Cậu rất là sợ làm cho mẹ mình buồn, làm cho mẹ mình chạnh lòng. Những cái việc mà có thể làm cho mẹ của mình cảm thấy buồn một chút, như kiểu là nhắc đến những cái ngày quá khứ này, hoặc là nói về bố của Mona, hay là kể cả là bố của cậu ấy. Mặc dù đấy là những cái thông tin mà cậu nên được biết, cậu nên được mẹ mình nói cho để biết ấy, thế nhưng mà mẹ cậu ấy lại không nói. Dylan có cảm giác là khi mà nhắc đến những chuyện đấy thì mẹ cậu sẽ cáu hoặc là bực hoặc là buồn, thế nên là cậu không bao giờ nhắc đến. Dylan thì yêu thương em gái và mẹ của mình hơn bất kỳ thứ gì trên đời, và khi mà biến cố xảy ra, mẹ cậu suy sụp ấy, cậu mặc dù cũng suy sụp rất nhiều, tâm lý của cậu đã héo mòn theo cái biến cố đấy rồi, thế nhưng mà cậu vẫn phải tránh né cả cái sự suy sụp của mẹ mình nữa, rất là đau lòng, thế nhưng mà lại không dám nói gì cả. Dylan thì cũng không có nhiều ký ức trước khi kết thúc xảy ra, bởi vì là khi đấy thì cậu mới chỉ 6 tuổi thôi, cái nhận thức của cậu vẫn chưa được hoàn thiện, không lưu trữ được quá là nhiều thông tin trong cái cuộc sống trước đây. Thế nên là khi mà mẹ cậu nói về những cái thứ bình thường xảy ra trước đây mà không có trong sách vở, không còn trong những cuốn sách mà cậu đọc được ấy, thì cậu cảm thấy rất là bất ngờ, và mình kiểu làm thế nào với cái cậu bé Dylan bây giờ ấy, mình rất là thương cậu ấy. Dylan đã phải làm người lớn quá là sớm, còn Rowena thì thật ra là mình không đồng cảm lắm, mặc dù mình biết là nếu mà cái tình huống đấy mà xảy ra với mình chẳng hạn, và mình sẽ phải làm một bà mẹ của hai đứa con và gồng gánh chịu trách nhiệm cho chồng ấy, thì mình cũng sẽ rất là áp lực, cũng rất là nặng nề với cái việc đấy. Thế nhưng mà cái mình không thích cái cách Rowena tỏ ra lãnh đạm với Dylan, giá như mà cô ấy biểu lộ tình cảm nhiều hơn. Bởi vì là đến cuối, khi mà sau cái biến cố lớn nhất của hai mẹ con ấy, mình thấy là nếu mình là Dylan thì rất có thể là mình cũng sẽ bỏ đi ấy. Nhưng mà cuối cùng thì Dylan không bỏ đi, Dylan vẫn ở đấy với mẹ của mình, và Rowena thì thực sự là biết ơn cái điều đấy. Mình thấy được cái sự biết ơn của cô ấy, bởi vì là cái cuốn sách này nó sẽ nói về hậu quả của cuộc thử nghiệm và đánh bom hạt nhân, vì thế nên là nó đã vẽ nên một cái bức tranh rất là xám xịt về một khung cảnh rất là hoang tàn của một
ngôi làng ấy. Thế nhưng mà đâu đó ở trong cái khu vực mà gia đình nhà Rowena sống ấy thì vẫn nhú lên những cái mầm xanh hy vọng, như là cái việc mà ba mẹ con cố gắng trồng trọt này, bẫy các con vật để lấy thịt, cố gắng sinh tồn qua ngày. Con người có một cái khả năng phi thường, đấy là vượt lên nghịch cảnh. Khi mà họ rơi vào một cái nghịch cảnh nào đấy thì hy vọng sống của họ sẽ giúp cho họ tìm được cái sức mạnh nội tại ở bên trong và giúp cho họ có được cái hy vọng để chờ được đến cái ngày mà họ được sống, quay trở lại cuộc sống bình thường ấy. Mình nghĩ là khi mà con người bị đẩy vào những cái hoàn cảnh thiếu thốn, khó khăn và những cái thảm họa như thế thì con người là ai thì cũng sẽ phải học cách thích nghi. Ba mẹ con nhà Rowena thì đã thích nghi rất là tốt với cái cuộc sống đấy, tốt đến cái mức mà Rowena và cả Dylan nữa đều cảm thấy sợ khi mà nghĩ là một ngày nào đấy mình phải quay lại cái cuộc sống bình thường ấy. Họ không muốn là cái môi trường sống thanh thuần đơn sơ của họ hiện tại lại bị vấy bẩn một lần nữa bởi con người và bởi cái sự vội vã của cuộc sống trước đây. Ba mẹ con thì phải đối mặt với nguy cơ mất mạng vì phóng xạ này, vì đói khát này, rồi vì bệnh tật nữa này. Nhưng mà họ vẫn mạnh mẽ đi qua tất cả và đợi chờ ánh sáng chiếu đến. Và thậm chí là họ còn không cả cần cái thứ ánh sáng đấy luôn, vì là họ đã thích nghi được với cái cuộc sống tối tăm đấy rồi ấy. Kể cả khi cận kề cái chết này, kể cả trong cái không gian mù mịt của phóng xạ đấy thì Ro vẫn cố gắng chuẩn bị cho con trai của mình, để chuẩn bị về tri thức cho cậu ý này, cố gắng lấy nhiều sách nhất có thể này, dạy Dylan nói tiếng Wales này. Thì có thể thấy là cô đã chuẩn bị tất cả mọi thứ cho cái cuộc sống đấy rồi và sẵn sàng đâm thẳng vào nó ấy. Mọi người có hiểu ý của mình không? Tức là kiểu khi mà có một cái vấn đề nào đấy xảy ra thì thay vì là tránh né thì chúng ta đi thẳng vào cái vấn đề đấy và mình sẽ chuẩn bị cho cái tình huống xấu nhất ấy. Thì Ro chính xác là đã làm tất cả những cái việc đấy và cô lấy rất là nhiều sách từ thư viện và cả kinh thánh nữa. Thì mình, nếu mà trong cái cuốn sách Mù Lòa ngày hôm trước mình nói cho mọi người về cái khía cạnh đáng sợ của loài người thì cái cuốn sách xanh ở Nebo này nó lại chia sẻ cho mọi người về cái khía cạnh ngược lại, là một cái khía cạnh mà rất là đáng ca ngợi của con người, đó là cái khả năng vượt qua khó khăn, ý chí sinh tồn mạnh mẽ của con người khi mà rơi vào những cái hoàn cảnh thiếu thốn. Yes. Thì mình nghĩ đấy là cái nội dung chính của cái cuốn sách này. Thì khi mà mình đọc được tầm 40 trang của cuốn sách xanh ở Nebo này thì mình đã thấy là nó khá là tương đồng với cái cuốn sách Room, căn phòng khóa ấy, của tác giả Emma Donoghue ấy. Đấy là một cái cuốn sách mà mình rất là ghét, vì thế nên là mình rất là sợ là khi mà mình đọc xong cuốn sách này thì mình cũng sẽ ghét cái cuốn sách này, bởi vì là cũng cùng cái concept là lời kể của đứa con này. Cuốn sách này thì có cả lời kể của bà mẹ nữa, thế nhưng mà cũng là kiểu góc nhìn, có cả góc nhìn của đứa con này, rồi cũng là rơi vào những cái hoàn cảnh rất là thiếu thốn và hai mẹ con cùng phải nương tựa lẫn nhau để sống sót ấy. Thì nó sẽ khá là tương đồng với cuốn căn phòng khóa đấy. Tuy nhiên là cuốn sách này thì nó nhẹ nhàng và nó lạc quan hơn rất là nhiều, và cái lời kể của cả hai mẹ con đều không làm cho mình cảm thấy ghét. Rất là may là mình đã không ghét được cuốn sách này như là cái cuốn căn phòng khóa ấy. Mình đã rate cho cái cuốn sách này là 3/5, bởi vì đây là một cuốn sách mặc dù nói về thảm họa, một cái thảm họa rất là thảm khốc và rất là nặng nề, thế nhưng mà cái câu chuyện lại diễn ra khá là nhẹ nhàng và nó đi theo một cái hướng rất là tích cực. Tức là trong một cái hoàn cảnh khó khăn như vậy, trong một cái môi trường mà nó khắc nghiệt như vậy, thế nhưng mà con người vẫn tìm được cái hy vọng sống của mình, cũng như là có cái ý chí mạnh mẽ để vượt lên trên những cái khó khăn đấy, vượt lên trên những cái thiếu thốn đấy và chờ đợi ánh sáng chiếu đến ấy. Thế nên là nó như cái tựa đề của, và cái bìa nữa của cái cuốn sách này, là nhìn là mọi người đã thấy nó tràn đầy hy vọng rồi, đúng không? Nên là mình đã rất là thích cái thông điệp của cái cuốn sách này và mình đã rate cho nó là 3/5. Thì nếu mà mọi người cũng đang muốn tìm hiểu một cuốn sách liên quan đến hậu quả của phóng xạ và hạt nhân, nói về cái ý chí mạnh mẽ ở con người khi mà rơi vào nghịch cảnh, thì mọi người có thể tham khảo thử cái cuốn sách xanh ở Nebo này. Cuốn sách là rất là mỏng thôi, 158 trang và dàn trang rất là thưa, nên là mọi người có thể đọc cuốn sách này rất là nhanh, trong 2 lần dở sách là đã đọc xong rồi. Có một cái đoạn mà nói về kinh thánh mà mình rất là thích nhá, đấy là cái đoạn mà Dylan viết là: "Tôi nghĩ về Chúa Giêsu, về việc Ngài đã thật tốt bụng, bao dung và yêu thương tất thảy mọi người, nhưng đôi lúc Ngài vẫn giận dữ. Và các sách phúc âm đều kể chung một câu chuyện nhưng lại theo những cách khác nhau, bởi mọi câu chuyện đều khác biệt tùy vào người kể là ai." Và còn một đoạn nữa là: "Ngài ấy hoài nghi Chúa Cha vào những giây phút cuối khi bị đóng đinh vào thập giá. Ngài nói: lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?" Sự hoài nghi và mất niềm tin cho thấy Giêsu là một người bình thường. Thì bởi vì mình là một người theo đạo Thiên Chúa và mình có tìm hiểu về kinh thánh nữa, thế nên là khi mà đọc đến cái đoạn này thì mình thấy rất là thích, bởi vì là nếu mà mọi người không biết thì Chúa Giêsu sẽ có 2 bản tính, một là bản tính Thiên Chúa và 2 là bản tính loài người. Thì cái việc mà Chúa Giêsu cũng tức giận này, cũng giận dữ này, và cũng hoài nghi, cũng lo lắng, cũng buồn phiền ấy, nó sẽ phản ánh cái bản tính loài người của Chúa ấy. Nên là khi mình đọc đến cái đoạn này mình rất là thích cái phần mà Dylan viết được kinh thánh này luôn ạ. Đó, vậy thì đây chính là review của mình về cái cuốn sách xanh ở Nebo. Thì nếu mà mọi người cũng
thấy hứng thú với cuốn sách này thì có thể tham khảo mua và đọc thử nhá. Thì cái hôm mà mình unbox cái cuốn sách này, mình có up cái video unbox lên TikTok ấy, thì mình rất là thích cái packaging của Saigon Books. Cái packaging mới thì phải, cái hộp nó rất là chắc chắn luôn ấy, và mình sẽ xé nó ra như kiểu là packing một cái món đồ mỹ phẩm nào đấy, kiểu rất là thích luôn ấy. Thế nên là mọi người có thể mua thử luôn cái cuốn sách này để trải nghiệm thử xem sao. Nếu mà nó có link mua thì mình sẽ gắn cả link mua xuống bên dưới, mọi người thử check out cái phần mô tả hoặc là cái bình luận đầu tiên của mình nhá. Giờ đây mình cũng gặp khá là nhiều khó khăn ấy, nên là mình thấy mình đen đủi quá và mình kiểu mình sắp chết nơi rồi. Thế nhưng mà sau khi đọc cuốn sách này xong thì mình thấy là cái cuộc sống này của mình vẫn tuyệt vời chán, là mình nên cố gắng nhiều hơn, như cái cách mà hai mẹ con nhà này đã cố gắng để sống sót qua cái thảm họa hạt nhân ấy. Yes, thì hy vọng là mọi người đã thích cái video này. Đừng quên là mình vẫn tiếp tục review sách ở trên Instagram Thị Lệ Nghiện Sách, kể trên TikTok cũng là Thị Lệ Nghiện Sách luôn, và ở trên YouTube này của mình nữa. Hy vọng là mọi người vẫn sẽ follow mình trên các nền tảng để nghe review sách của mình nhé. Hy vọng là mọi người đã thích cái video này một lần nữa, và tạm biệt các bạn. Bye bye. Hôm nay mình lại quay ở công ty, và công ty mình hôm nay thì có người, vì thế nên là mình hy vọng là cái âm thanh nó không quá tệ. Bye bye, see you.